Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu hỗ trợ nhau đạp gió, tiết lộ khó khăn khi cùng dàn sao Việt rẽ sóng. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của công chúng. Qua thời gian, cả hai đã chứng minh tình yêu chân thành và mãnh liệt dành cho nhau mặc cho cách biệt về tuổi tác. Trong thời gian tới, lần đầu tiên Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cùng hiện diện cùng nhau tại chương trình truyền hình thực tế. Mỗi người sẽ đảm nhiệm một vai trò riêng trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, thế nhưng hứa hẹn sự bùng nổ của cặp đôi này trên sóng truyền hình. Tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nếu như Lệ Quyên là một trong 30 chị đẹp thì Lâm Bảo Châu sẽ đảm nhiệm vai trò host, MC của chương trình. Theo chia sẻ của nữ hoàng phòng trà, đây là lần đầu tiên bạn trai đảm nhiệm vai trò này và anh đang rất cố gắng để có sự thể hiện tốt nhất. Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau trong quá trình tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Đúng hơn là chúng tôi ủng hộ lẫn nhau, nhưng chúng tôi có giao ước, việc riêng là việc riêng, việc chung là việc chung, không được quan tâm thái quá trong chương trình vì đây là chương trình chuyên nghiệp, Lệ Quyên chia sẻ. Với vai trò là một chị đẹp trong chương trình, Lệ Quyên cho biết cô tham gia chương trình với tinh thần thi đấu thoải mái, vui vẻ và đầy tâm huyết chứ không cho rằng đây là một cuộc thi cam go. Sự tâm huyết của nữ hoàng phòng trà tại cuộc thi cũng được thể hiện rõ. Lệ Quyên mặc dù là nữ ca sĩ mình hạc xương mai thế nhưng đã rất mạnh mẽ đối diện với những khó khăn về mặt thể chất trong chương trình. Tinh thần của cô cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hiện tại hai móng chân cái của tôi là móng chân giả, còn móng thật đã bong. Ngoài ra bầm dập phải nói là tan nát, trẹo xương, bầm da, thử trang phục cũng bầm tay. Rõ ràng có rất nhiều hệ lụy nhưng rất xứng đáng vì đã làm được điều gì đó khác thường thì phải có sự bất thường xảy ra. Làm sao có thể ngọt ngào, từ từ như mình bao năm qua trên sân khấu được. Tôi cảm thấy đau, mất mát chút xíu nhưng lại vui và không nề hà gì hết. Chắc chắn còn nhiều buổi công diễn, chảy ra chóc vẩy nhưng vui và các chị đẹp trong chương trình cũng thế. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sau Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.